bạn đến với trận tứ kết 2 ở nội dung trình cao giữa VPS gặp Quang Trần Anh. Ở nội dung này VPS chấp Quang Trần Anh 15 dao. VPS là người cầm giao bóng 15 đều. Tốt, 30-15. Không cho VPS. Đổi giao bóng. Đội đầu thứ hai, Quang Trần Anh cầm giao bóng. Chán rồi à? Không xem nữa à? Tỷ số đang là 0-1. Quang Trần Anh cầm giao bóng, ba ơi. Điểm nhỏ bao nhiêu rồi Quang? 15 đều, 0-1, 15 đều. Tạm biệt. Nghỉ rồi.
một đều à? Đổi ra bóng một đều, giờ đầu thứ ba Việt Bén cầm ra bóng. Phát lại bóng một. Không 15. Việt Bén có phần đuối sức. Hai thắng như này có giải gì? Ai ra anh sẽ vào gặp Kiên Pháp. Hai thắng có giải như đúng. Từ kết đấy. Từ bán kết nó giải chứ. Bán kết nhánh, từ kết giải. Mười lăm đều. Tung bài cho Việt hết rồi. Phải đánh vào trái xanh, nhưng phải đánh nó thì có ăn. Máy hang của nó thì đấy, Ừ. Nó chỉ đẩy thôi. Còn cái phải đánh nó đều bây giờ nó lại mở được. Hay hơn. Hay quá, tuyệt vời. Vừa rồi là cú của anh Kéo Sơn rất hay của Việt Bén. Come on, Việt Long Tơ. 30-15. Bảo cô tới điểm nhá. Hay quá. 30 đều. Hay là nó hay lên giải trước đánh giải. Hay lên rồi. Giải Dũng là thằng Dũng chấp. À thằng Long Hải Dương chấp 0-15 là Long vẫn ăn đấy. 0-15 vẫn ăn 6-5 đúng không? Hôm nay chấp 0-15 thì thua lại. Sâu luôn, 6-3 luôn. Sâu luôn. Wow. 40 đều. Hết con mắt rồi. Liên hoan rồi. Lần sau đi đánh giải gọi người yêu theo để phục vụ. Đánh cực hay luôn. Nhưng mà về cuối là thằng Nhật là mệt, mệt hơn mình ấy. Vì thế thằng lợi một trận. Đúng không? Không thì thế chắc là trò. Thằng Việt là lợi một trận. Đủ quả luôn. Hơi sức khỏe luôn. Lưới lên một tô. Vì sao? Cái đúng cái giờ cuối cùng nó đánh ra ngoài cuối đấy. Máy hỏng nhiều. Cuối mà. Tự hỏng. Trời ơi. Đã thật trận này. Trận kia. Hết sức khỏe. Trận này là mệt. Nó kéo lên 5 đều. Trận đấy mà nó ăn luôn 6-1 thì nó khỏe ra. Ngọc Anh thì mình có tí mùi ở cháu nhỉ. Gì đấy? Quá may mắn. Hà ơi. Hà. Hà ơi.
tắt điện sân đi. Gặp thằng chuột rút nó quá may. Không biết tắt điện à? Không biết tắt điện không? Nhặt bóng bây giờ chỉ cần một nhặt bóng thôi, còn cho nghỉ đi. Còn hả? Một thằng ok. Còn trận này với lại hai trận nữa nhá. Trận này và hai trận nữa. Đúng rồi. Rồi rồi An. An à? Bán kết nữa là vòng 2 nhỉ? Bên kia vào chung kết rồi. Kiên Pháp vào chung kết thì đâu, Kiên Pháp ăn thì vào chung kết. Còn nhánh kia thì thằng gì nhỉ? Thằng Hùng Vina vào chung kết rồi. Hùng Vina là Trình mà, là chấm cho Hùng Vina đâu? Ngồi bên kia. Đó, ăn bình đen trận 4-6-4 đấy. Chung kết này là dễ, hai cầu thủ của câu lạc bộ 185 Trường Chinh đấy. Đấy là chung kết nhánh. Việt đang bị dẫn đấy mà. Còn hai trận nữa có đếm được tiếng không Dung? Đếm được thời gian á? Hơn tiếng. Ai nghỉ đấy? Chầm tay qua cầu thủ đấy, chầm tay ơi. Một hai à? Em bị dẫn à? Em mất giờ vào đây à? Tay trái nó khó chịu. Giờ đấu thứ tư, Trần Anh cầm dao bóng. 2-1, 15 dao. Dồn hết bóng vào đây, cái nghịch của nó. Wow, 30 dao. Bóng trên dây, 40 dao. Rồi bóng 1. Hello San Nguyễn.
quả may mắn của Quang Trần Anh đổi ra bóng 1-3. Giờ đấu thứ 5 về Vét cầm ra bóng. Hơi lởm nhờ San Nguyễn nhờ. Trên cửa đấy. Chào 500 anh em nhá. Đây là giọng nói của Long Hà Đông, người bị loại sớm nhất. Thay anh Hoàng Tùng, với anh Hoàng Tùng quá mệt rồi. Em phải đánh 2 trận nữa. Bóng ngoài 15-0. Xong rồi đánh ông nhất nhánh kia. Nhất nhánh kia là mấy trận? 3 trận. Thế 15 đứt. Xịt rồi. Trận này là Hà Long ở đâu vào 15 đều. Ngon không? Đúng không? Phát bóng tốt 30-15. Trận này phải Long Hà Đông biểu diễn đấy phải. Không hiểu sao hôm nay người anh ngồi đây tụt dã man luôn. Em đau hết người. Dự báo thời tiết trận bán kết sẽ là trận của Quang Trần Anh gặp Kiên Pháp. Cho anh Long này. Trần Trung Kiên là cho anh Long này. Chào Trần Trung Kiên nhá. Bóng trong sân. Kết thúc game đấu, tỷ số hiện nay đang là 3-2 nghiêng về anh Quang Trần Anh. Hiện nay là các vận động viên đều phải trải qua 3-4 trận thi đấu rất căng thẳng dưới thời tiết nắng nóng tới 40 độ C ngoài trời. Nhưng mà cho dù như thế nào thì hiện nay thời tiết vẫn đang rất ủng hộ giải đấu. Thằng Kiên đang hỏi anh tắm chưa kìa. Trung Kiên. Anh tắm lâu rồi Trung Kiên ơi. Anh Long nay tham gia giải đánh có 2 trận thôi. Hoàng Tùng chỉ đạo anh chỉ được đánh 2 trận thôi cho nên anh không có dám vào sâu. Vận động viên nào thắng trong trận đấu này thì sẽ gặp anh Kiên Pháp ở trận đấu bán kết trước. Thì anh Kiên Pháp đã thắng anh Phong Lốp trong điều kiện là anh Phong Lốp cũng có một chút vấn đề về sức khỏe. Hết giờ nghỉ, hai vận động viên vào sân. Ở giờ đấu tiếp theo thì Quang Trần Anh sẽ cầm giao bóng. Tỷ số bây giờ là 3-2 nghiêng về Quang Trần Anh. Ở game này Quang Trần Anh được chấp 15. Điểm số đang là 15-0. Lỗi bóng 1.
cũng ra ngoài rồi. 30-0. Một cú đánh dọc dây trái tay của anh Việt BS. Rất tiếc bóng ra ngoài. Ba mươi mười lăm. Bốn mươi mười lăm. Giải này là giải solo cho nên rất nhiều trình. Bạn Minh Đức nhá. Ở trình độ trên sân thì các anh các chị đang xem là trình độ 3.5 của anh Việt BS và 3.25 của anh Quang Trần Anh. Ở quy định của giải này thì với cái trình độ như trên trận đấu các bạn đang xem thì Việt BS phải chấp Quang Trần Anh là 0.15. Kết thúc game đấu, tỷ số bây giờ là 4-2 nghiêng về Quang Trần Anh. Một cú vô lê không thành công của anh Việt BS. 0-15. Chào Thương và Mr. Anthony nhé. Không 30. Không 40 rồi. Việt BS có dấu hiệu xuống sức. Tuấn Long ơi, đi đâu lại tắm sớm thế hả Tuấn Long? Thằng Anh trong này xịt à? Cả hai vận động viên cố lên. Rất nhiều khán giả đang theo dõi trận đấu này các anh nhá. Hiện nay đang có 287 người đang xem.
Chào Trần Ngọc Quang. Phóng lốp ơi, khỏi chân chưa? Bóng ra ngoài rồi, như vậy trận đấu kết thúc. Quang Trần Anh đã vào chung kết nhánh trên gặp anh Kiên Pháp. Trận đấu kết thúc với tỷ số 6-2. Chào Long Giấy nhá. Trận đấu tiếp theo sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp, sẽ là trận đấu chung kết nhánh giữa anh Quang Trần Anh và anh Kiên Pháp. Mời các chị đón xem nhá. Chào Tuấn Rùa. Tuấn Rùa đâu rồi, ra ông bia đi. Chào Long Giấy. Thank you.
Trận đấu tiếp theo sẽ là trận giữa Kiên Pháp gặp Quang Trần Anh, chung kết nhánh.